giờ chúng ta sẽ bắt đầu với hiệp thi đấu rất là gay go. Hai đội chơi trốn tìm, đổi vai trò, mỗi hiệp tối đa là 7 phút. Đội đi trốn vừa phải mang đi một con tin đối phương của mình, phải vừa truy tìm các tường. Các tường sẽ được vào trốn trước 2 phút. Đội tìm đi tìm và bắt đội đối phương và giải cứu con tin của mình. Chấm điểm, đội nào tìm thấy các tường trong thời gian sớm hơn 1 điểm, giải cứu con tin sớm hơn 1 điểm, tổng thời gian trốn của cả ba người nhiều hơn 1 điểm. Rồi, bây giờ hai bên tù xì đi, coi bên nào sẽ là quyết định. Tù xì xong mày giải thích lại. 1, 2, 3. Rồi, quyết định đi. Bên kia trốn trước. Rồi, bên đây trốn trước. Thì bên đây đi tìm. Thì bây giờ bên đây cử ra một con tin cho bên đây bắt đi. Tin. Để tao đi chứ. Con tin phải to to. Ok, ok, sai rồi. Hiểu chưa? Giận thiệt, tụi mình không kịp cả. Giải cứu con tin rồi, bắt chị các bạn. Hãy giữ con tin này. Trời bự như vậy, con tin gì mà như con trâu vậy. Con này mà con tin gì, con này con trâu quá bà. Bây giờ Tường đi vào trước 2 phút nha. Các bạn ngoài này làm lôi tao cái cục này kiểu bị dướng dò á mà. Tại vì nguyên tắc không được vô phòng, em ngồi trong cái đống quần rin này được không? Em ngồi trong đây nha. Để đi, em ngồi dưới đất. Ừ, trời ơi, khổ. Chật, nhưng mà phải chịu thôi. Chứ làm sao mà. Đúng rồi, được rồi. Không có được gì anh. Mất chị, mất chị. Thì kêu ta nấp thì ta nấp thôi chứ. Không được gì anh. Hai đứa mình lo thân hai đứa mình đi hả? Tìm gì tường chứ ở đó mà trốn. Trời ơi, mấy ông quay phim mới là mệt nhất nha. Tìm chị Tường, tìm chị Tường nha. Ông này cũng tự lắm á, ta vẫn thấy. Con tin con voi vậy á. Quay phim mệt luôn kìa. Còn 15 giây. Em một đứa xuống dưới, một đứa lên trên chứ. Ừ, vậy đi đi. Đi rồi đó. Ngồi xuống. Chị ra lại. Chị ra nha, tôi bên đây. Qua qua trả nha. Ờ, tôi bên đây nha. Rồi ok, bạn qua đây. Tính đâu quên luôn nè. Tính đâu quên rồi. Rồi. Không tìm được Bazo đâu chắc chắn. Nhốt luôn rồi. Thôi kệ nó, còn sống một mình Linh được rồi.
rồi, thấy ngủ. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Em qua đây nè. Còn chạy được, còn chạy được. Trời ơi, thôi lên đây, rồi mệt lắm, lên đây. Rồi, chưa. Ui. Thanh ơi. Mệt quá. Tìm bà Thanh ơi. Cái gì mà nhiều vậy? Ừ, bắt nó đi. Linh vẫn chưa chết. Trời ơi, mệt muốn chết luôn, mệt quá. Linh đã tao ông ta thị dụng luôn Linh ơi. Sao mẹ trốn đâu vậy? Sao mẹ hành chị vậy? Mệt quá. Sao mà thiệt quá. Bắt rồi, bắt rồi, bắt rồi. Ủa bắt rồi à? Mệt quá à. Trời mệt quá. Trời chạy mệt quá. Trời ơi, nó chạy vòng 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 vòng. Ừ, mệt quá. Rồi ai là cái người mà hỏi chị ơi, chị có thấy chị Cát Tường trốn ở đâu đây không? Bình thường cũng chạy bộ dữ lắm mà chạy theo nó chứ. Trâm bị bắt rồi, bắt đầu kết quả nè. Trâm bị bắt 1 phút 11 giây. Bảo bị bắt 1 phút 20 giây. Trời ơi nhục. Linh bị bắt 5 phút. Giữ ha, trốn giữ ha. Tổng là 7 phút 31 giây. Con Tin được giải cứu lúc 1 phút 20 giây. Em cứ tưởng là giấu con Tin được là được rồi. Chị là sánh khảo. Con Tin được giải cứu rồi nào? Có nghĩa là bắt được em là coi như là giải cứu anh rồi. À. Không có biết cái khúc đó biết chị núp chung với con Tin luôn. Em có tưởng là em giấu con Tin không có đi chạy á. Bây giờ ai là con Tin nè? Cho bên đây chọn nè. Ông bên đây nãy ưu tiên chứ nãy. Bây giờ ai muốn làm con Tin? Hả? Mình lộ đó, mình lộ đó. Ai mệt rồi vô ngồi núp đi, bảo dĩ cho. Không biết ai cũng được. Ai cũng được đó, em muốn Trâm làm Tin đi ha. Rồi, Trâm là con Tin nè. Rồi. Thôi mọi người cứ bàn đi, mình đi tiếp đây. Không để chỗ phụ nữa. Cô có chỗ núp rồi. Núp nó khổ vậy. Không sao. Mà núp xong chạy cho nhanh. Đốt. Chơi, yeah. Trong 2 phút. Cố lên. Chạy nữa hả? Mệt quá thôi. Thôi trời, đi núp mà từ từ thôi chứ làm gì kìa. Im mà. Vô gì thật là cha tôi biết như vậy sao? Trời ơi, sao em chưa ra được? Không chui vô được. Không chui vô được. Nhỏ lắm, nó sập cái đó xuống quá. Lẹ đi hết giờ bây giờ. Thì cái chị chết chỗ đó rồi à. Giờ bây giờ mình đi hai bên đi. Mình hai bên là nè. Từ đây qua bên trái là Linh nha. Ừ. Đây bên phải đi. Okay. Mình cố gắng mình còn nhanh. Bên nó bắt đầu là tìm chị Cát Tường á. Để đi tìm chị Cát Tường. Đi. Bên này nha Linh nhá. Linh đi quanh kia đi. Trời đất ơi. Chưa. Trời đất ơi, tôi tìm mà tôi cũng mệt vậy trời. Đấy có vô được không? Có vô được không? Chết chết chùm cả hai vậy luôn hả? Thôi chỗ này, chỗ này. Lẹ em ơi, lẹ em ơi. Trời ơi. Trời
nhanh. Thiệt á, vô vô kia. Tính hoài cái đó vậy. Một con lợn bị bắt. Đẩy chị lại, đẩy chị lại. Đẩy thùng lại, đẩy chết bích luôn. Nữa, cái gì kia đây. Em có cái khăn không em? Em ơi. Đây là khu nhà kho nè. Kho chắc người từ đây đâu nhỉ? À, Lan Chinh bị giết rồi. Vậy hả? Ủa, em là đội bắt em đâu tìm chị Tường? Chị được giải cứu rồi. Em bắt Sĩ Thanh rồi. Vậy hả? Vậy rồi vậy? Em bắt Sĩ Thanh luôn rồi. Còn có mình nè. Còn mình là Ba Vô thôi. Mình Ba Vô à? Ở dưới kia có nhà kho, không biết Ba Vô có vô nhà kho không ta? Bác Vô là chỉ trong tư tưởng là trốn chứ không có chạy lăng quăng đâu. Đi đi, dưới nha, tôi lên trên nha. Hết giờ rồi Ba Vô ơi. 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 Xong chưa? À, núp đâu vậy? Núp đâu vậy? Núp đi. Núp chán rồi, ta riêng mới đi vòng vòng chơi đó. Thôi thôi. Bên kia khoan đi, để em nói chuyện với đồng đội em chút. Ờ, thành thật xin lỗi hai bạn. 20 giây. Chinh chưa kịp trốn, Chinh tính trốn ở chỗ một cái chỗ hiểm hóc quá mà không, nó không có khả thi nên Chinh là không tìm được chỗ nào backup. Chân của Chinh chạy không kịp. Nên Chinh xin lỗi hai bạn. 1 phút 20 giây luôn hả Thanh? Chinh bị bắt 31 giây. Giải cứu trăm lúc 31 giây. Trời đất ơi, vậy luôn hả? À, lại đây là giữ con tin hả? Thua luôn. Bách Rô bị bắt 5 phút 45 giây, dữ vậy. Sĩ Thanh bị bắt 1 phút 20 giây. Tổng kết 7 phút 4 7 giây. Vậy là ăn tao rồi. Mình á. Ăn ở trên kia là 7 phút 31 giây mà dưới này là 7 phút 47 giây. Có nghĩa là nếu mà tập thể chung đó thì là bên đội bên đây thắng. Dạ. Nhưng mà giải cứu con tin đó. Giải nhất là Chinh. 31 giây. Bên kia thắng rồi. 1 phút 20 giây lỡ cho nên bên kia lại thắng. Còn về vấn đề chị Tường đó, về chấm điểm nè. Đội nào tìm thấy chị Tường thì không có được rồi. Vậy là lại quê. Vậy thì sau khi vòng trốn tìm này, kết quả vẫn là 5-1 nghiêng về đội khách. Trời ơi, lấy một điểm danh dự đi mấy em. Em là em nói thiệt với chị, em mà còn trốn nữa là không bao giờ tìm ra đây em luôn. Chị cũng ngồi hoài đó, không ai thấy chị luôn kìa. Đó. Rồi. Gì đâu buồn Thanh. Buồn quá, chưa có kịp trốn. Em chưa quay lại được.